Như thế là chưa đủ, quan trọng là phải an toàn. Legacy với ban công mỗi căn hộ đều được tiếp cận với cầu thang cơ thoát hiểm hiện đại nhất Nhật Bản hiện nay. Ưng ý nhất là hệ thống thoát hiểm thông minh của Nhật, lần đầu tiên có mặt ở Việt Nam đúng không?